Khánh Vy và Nguyên Bảo mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hàng loạt cán bộ Học viện Quân y bị xem xét kỷ luật do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng liên quan vụ Việt Á. Điều này một lần nữa khẳng định công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng không có vụ cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Câu chuyện thời sự này sẽ được chúng tôi đề cập chi tiết trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Nhưng trước hết, như thường lệ, mời quý vị khán giả hãy cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại Đắk Lắk, dùng ảnh chuyển tiền ngân hàng để lừa người bán xe máy. Chuyên mục Nóng trên mặt báo, vụ kích tết Việt Á, hàng loạt cán bộ Học viện Quân y bị xem xét kỷ luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Hồ tắm nước nóng đặc biệt dành cho trâu và ngựa. Thưa quý vị, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Nam Khương 100 triệu đồng liên quan đến vụ việc xôn xao clip chốt cọc đất vui như hội tại Bình Phước. Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Nam Khương, địa chỉ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, do ông Vũ Văn Khương là chủ tịch công ty kiêm giám đốc, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. Trước đó, ngày 21 tháng 2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm người môi giới bất động sản dựng rạp bán đất với sự tham dự của hàng trăm người như đi trễ hội tại Bình Phước. Nhóm môi giới bất động sản cho dựng rạp trên mảnh đất trống, bên cạnh con đường có hàng chục chiếc xe ô tô. Nhiều nhân viên mặc quần áo vest, cầm cặp da và sổ đỏ chạy đi chạy lại liên tục, thông báo khách chốt cọc với một MC đứng giữa bãi đất trống. Chỉ trong vài phút của clip đã có hàng chục lô đất được khách chốt đặt cọc. Liên quan thông tin về dự án Lộc Khánh, ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tại địa phương hiện không có bất cứ dự án khu dân cư nào được cấp phép. Sáng ngày 5 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lưu Hoàng Ngọc Phong, 20 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20 tháng 2, Phong lên mạng xã hội Facebook và thấy anh Y Cương Ayun, 24 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, có đang bán một chiếc xe máy nên nhắn tin hỏi mua. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Phong và anh Y Cưng hẹn nhau tại quảng trường 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột để xem xe và thỏa thuận giá cả. Tại đây, cả hai thống nhất giá bán chiếc xe trên là 34 triệu đồng. Lúc này, Phong nói với anh Y Cưng là không mang tiền mặt và yêu cầu anh Y Cưng đưa số tài khoản ngân hàng để Phong chuyển tiền. Phong đã lên mạng Internet tải hình ảnh thông tin chuyển khoản của ngân hàng BIDV về điện thoại di động rồi chỉnh sửa thông tin đã chuyển thành công số tiền 34 triệu đồng. Sau đó, Phong đưa hình ảnh này cho anh Y Cương xem và nói là do ngày Chủ nhật nên tiền chuyển đến chậm. Vì tin tưởng, anh Y Cương đã giao xe máy cùng giấy tờ liên quan cho Phong. Chiếm đoạt được chiếc xe, Phong điều khiển luôn đến tiệm cầm đồ và cầm cố được 24 triệu đồng. Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra vào ngày 26 tháng 2 trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nghi phạm là Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1989, ngụ xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, bị bắt khi đang lẫn trốn trong khu rừng giáp ranh giữa hai xã Sơn Thủy và Ngân Thủy của huyện Lệ Thủy. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, tối ngày 26 tháng 2, khi cha đẻ của nghi phạm ngồi nói chuyện với cháu, thì nghi phạm đã yêu cầu hai người im lặng. Sau đó, nghi phạm tiếp tục dùng lời lẽ thô tục mắng chửi cha, khiến hai bên xảy ra xô xát. Nghi phạm đã dùng một cây rựa chém cha trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu. Thưa quý vị, ba vị tướng, trong đó có hai trung tướng, một thiếu tướng, cùng hàng loạt lãnh đạo cấp tá của Học viện Quân y được Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu đích danh với những vi phạm được xác định là gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong xã hội. Quyết định xem xét kỷ luật các lãnh đạo Học viện Quân y không gây bất ngờ bởi đây là đơn vị tham gia từ đầu trong việc phối hợp với công ty Việt Á để nghiên cứu, sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Nếu như chỉ một mình Việt Á đứng tên, thì bộ kit test COVID-19 liệu có được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt nhanh chóng và Bộ Y tế cấp phép thần tốc?
chưa đầy 24 giờ sau đề nghị của Bộ Khoa học Công nghệ, phải có sự tham gia của Học viện Quân y. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, chủ nhiệm đề tài và lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc Học viện cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y, chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và Học viện Quân y đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Vụ Việt Á bắt đầu từ vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương đã xác định thêm nhiều cá nhân, tổ chức có liên quan. Trong đó có nhiều lãnh đạo CDC địa phương, lãnh đạo cấp vụ Bộ Y tế. Tính đến nay, đã có 19 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Hồi tháng 1 năm 2022, Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội đã trình một báo cáo nêu ý kiến của cử tri, nhân dân. Mở rộng điều tra, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm cụ thể của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân y, Công ty Việt Á, các tổ chức, cá nhân có liên quan, các địa phương có liên quan đến vụ án Công ty Việt Á, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức sai phạm, không bỏ lọt tội phạm. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung lực lượng, khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Vâng, thưa quý vị, các tướng lĩnh trong quân đội và cái tên Học viện Quân y dính vào vụ Việt Á là một sự đau xót. Bởi học viện là cái nôi nổi tiếng đào tạo bác sĩ giỏi, đóng góp rất nhiều công sức, vật lực và y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Những ai sai phạm, người đó phải chịu trách nhiệm. Vụ Việt Á sẽ không dừng lại ở đây, bởi xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng mới là thực hiện lời hứa với nhân dân, lấy lại niềm tin của nhân dân. Không chờ giá xăng dầu hạ nhiệt, những ngày này thì nhiều tàu cá khai thác xa bờ tại miền Trung đã vươn khơi khi thời tiết thuận lợi hơn, chấp nhận hoạt động theo quy luật thị trường, bà con vươn khơi với hy vọng sản lượng sẽ bù đắp cho chi phí đầu vào tăng cao. Thưa quý vị, với niềm đam mê tìm hiểu, học hỏi nhiều mô hình làm ăn từ chăn nuôi, một nông dân ở Trà Vinh đã mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Anh chọn nuôi lươn không bùn trong bể xi măng và bể composite. Trong quá trình nuôi thì nhờ mạnh dạn cải tiến, anh Tô Phước Mạnh đã phát triển mô hình nuôi lươn không bùn tại quê nhà rất thành công, đem lại lợi nhuận cao. Mời quý vị khán giả cùng khám phá cách nuôi lươn mới lạ này nhé. Ban đầu, anh Mạnh xây bể xi măng để tạo ao nuôi, dùng các giá thể bằng tre hay là ống nhựa để cho lươn trú ngụ. Nhưng do chưa có kinh nghiệm nên số lượng lươn nuôi bị thất thoát nhiều. Đó chưa kể việc nhọc nhằn mỗi khi vệ sinh ao nuôi. Trong quá trình nuôi, anh đã nghĩ ra cách nuôi lươn trong những bể nhựa composite khá thuận tiện và dễ dàng vệ sinh ao. Thì cái thùng nhựa này thì cái mẫu thiết kế thì mình cũng tự thiết kế ra để mình nuôi thử. Thì trong quá trình nuôi á, mình thấy nuôi á, là nó ít đóng rong với lại nó rất là tiện lợi. Mình vận chuyển hay bất kỳ cái gì nó cũng tiện. Thì cái bể composite này á, thì mình thiết kế á, không có thiết kế cao. Nó chiều cao nó là 4 tấc. Nhưng mà cái thành để mình ốp vô đó, cái thành này á, là nó ốp vô khoảng 1 tấc để cho con lươn nó không có leo lên được. Hiểu được tập tính của lươn ưa bóng tối, thích trui rút để trú ngụ. Để tạo nơi trú ẩn cho lươn, anh Mạnh thiết kế các giá thể bằng ống nước, lót thêm 3 lớp lưới và lớp vỉ nhựa trên mặt, làm thành phao nổi. Nhờ lớp phao này giúp lươn ít bơi lội, gây đuối sức. Khi cho ăn sẽ hạn chế được tối đa lượng thức ăn thừa. Lươn màu tạc trọng, tắm cho lươn cũng là cách làm mới được người con Trà Vinh cải thiện.
để rút ngắn thời gian vệ sinh cũng như thay nước cho lươn. Với 19 bể nuôi lươn không bụng, bao gồm cả bể xi măng truyền thống và bể nhựa composite, anh Mạnh cho lắp các bếp phun phía trên mặt ao. Phía dưới bể nuôi lắp thêm một đường thoát nước và một đường cấp nước lớn. Với cách nuôi lươn này, giúp anh nông dân Trà Vinh xuất bán khoảng 15 tấn lươn thịt một năm. Không chỉ vừa nhanh vừa sạch mà còn giúp anh Mạnh thu lãi hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Chuyển sang một câu chuyện khiến cho cộng đồng mạng nức lòng những ngày qua, xuất phát từ một hành động ấm lòng của cụ bà nhặt ve chai. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Nội dung đoạn clip dài gần 1 phút được camera an ninh ghi lại vào lúc 6 giờ 41 phút ngày 4 tháng 3 cho thấy cụ bà đến trước cổng của một gia đình nhặt những vỏ lon bia vứt phía ngoài. Thay vì rời đi sau khi nhặt hết số vỏ lon bia, cụ bà này đã có một hành động vô cùng tử tế khi rút trong bao ra rồi đặt lại ít tiền trước cửa chủ nhà. Qua tìm hiểu, đoạn clip trên do anh Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1991, trú tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Nội dung trong đoạn clip camera an ninh của gia đình ghi lại, anh Hùng cho biết cụ bà xuất hiện trong đoạn clip khoảng ngoài 70 tuổi. Trước đó, cụ bà đã từng ghé lại nhà anh để thu mua đồng nát. Tuy nhiên, thấy cụ đáng thương nên anh đều không lấy tiền và cho cụ toàn bộ số đồng nát mà gia đình để ngoài cổng. Cũng theo anh Hùng, thông thường sau khi có đồ phế liệu hoặc vỏ lon bia thì anh để ra ngoài cổng. Số lon bia mà bà cụ nhặt cũng vừa được anh Hùng để ra cổng trước đó không lâu. Tuy nhiên, hành động lần này của bà cụ khiến anh rất cảm động và khâm phục. Vì vậy, anh đã chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người cùng biết. Thật là quá xúc động đúng không ạ? Cô nghèo nhưng mà nhân cách thật là tuyệt vời, đáng để cho chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, noi theo. Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, tắm nước nóng vào những ngày mùa đông lạnh giá được cho là sẽ giúp mọi người thư giãn tinh thần, tăng cường thể chất. Với mong muốn tạo điều kiện cho các gia đình chăn nuôi gia súc, chăm sóc vật nuôi tốt hơn trong mùa đông, một địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ dành cả một hồ tắm cho những con trâu, ngựa được chủ của chúng đưa đến. Vào dịp cuối tuần, những người chăn nuôi gia súc huyện Guramak thuộc tỉnh Bitlis, Thổ Nhĩ Kỳ thường đưa đàn trâu và ngựa của họ băng qua những cánh đồng tuyết phủ đến hồ nước nóng tự nhiên, nơi các con vật được tắm thỏa thích trong vài giờ đồng hồ. Nước hồ vào khoảng 40 độ C, trong khi nhiệt độ ngoài trời tại đây ở mức âm 20 độ C vào mùa đông. Vì vậy, việc tắm nước nóng được cho là có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe của đàn gia súc. Chăn nuôi gia súc là nguồn thu nhập chính của người dân ở huyện Guramak. Do vậy, họ thường đưa chúng đến tắm nước nóng để tăng cường sức khỏe, nâng cao năng suất sữa và chất lượng thịt. Mới đây, một tác phẩm điêu khắc tái hiện lại ngôi đền nổi tiếng của Ấn Độ Taj Mahal được làm từ tuyết đang trở nên hút khách tại thị trấn Gulmarg, phía bắc vùng Jammu và Kashmir. Ngôi đền tuyết cao 4,9 mét do nhóm 4 nhà điêu khắc hoàn thành trong 17 ngày. Tác phẩm này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho thị trấn du lịch vốn có thế mạnh với các môn thể thao trên tuyết. Khách du lịch đến với Gulmarg cũng có thể giải khát tại một quán cà phê lều tuyết, phục vụ đồ ăn và thức uống nóng trên bàn cũng làm từ chính băng và tuyết. Quán cà phê này được lấy cảm hứng từ những nơi trú ẩn ở Bắc Cực, kết hợp với một vài nét văn hóa của địa phương như cánh cửa hình vòm và hoa văn trên những bức tường cong của quán cà phê. Trong khi đó, tại Nhật Bản thì hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ vào mỗi mùa đông trên đỉnh núi Yao ở tỉnh Yamagata đã tạo ra những con quái vật tuyết khổng lồ, biến nơi đây trở thành điểm đến thu hút du khách. Vào mỗi mùa đông, những con quái vật tuyết sẽ xuất hiện trên dãy núi Yao này. Hàng trăm thân cây phủ đầy tuyết biến thành những hình thù kỳ lạ như những con quái vật, trong tiếng Nhật được gọi là Chihio. Hiện tượng này xảy ra khi nước trong không khí lạnh thổi từ Siberia xuống bị ngưng động trên núi Yao. Sau đó, chúng đóng băng lại trên những thân và cành cây linh sam cao chót vót. Điều kiện khí quyển đã tạo nên những hình thù kỳ lạ giống như những con quái vật. Trong màn sương mù trên đỉnh núi, khu rừng quái vật tuyết thu hút hàng ngàn du khách tham quan mỗi năm. Liên tục chương trình, chuyên mục cà phê không đường, nỗi đau còn sót lại ở một huyện biên giới. Dựng chuyện bị bệnh, cô gái trẻ chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Chuyên mục chuyện ngày mới, độc đáo nghề ăn ong thời 4.0.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng hậu quả mà nó để lại thì vẫn còn hiện hữu. Tại tỉnh Hà Giang, hàng chục ngàn hecta đất bị ô nhiễm bom mìn chưa được làm sạch. Hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên mảnh đất này, chưa được tìm thấy và quy tập. Thương vong thì vẫn xảy ra và người dân nơi đây thì đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đất sản xuất. Câu chuyện nhức nhối này được phản ánh qua phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Khu vực biên giới xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi đã từng xảy ra các trận giao tranh ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc hơn 40 năm về trước. Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống yên bình đang hiện hữu trên từng bản làng vùng cao này. Thế nhưng, trong từng nếp nhà vẫn còn đó những nỗi đau và mất mát. Mới ngoài 40 tuổi, nhưng anh Triệu Văn Nguyên đã bị mất một chân. Trong một lần đi làm nương, anh vô tình vấp phải mìn. Chỉ dấm phát là thấy nhức cả người bay lăn đi, thấy là coi như thấy cái chân nóng nóng thì mình nhấc cái chân lên xem thì chân đã lung lay, cái đoạn chân ở dưới là nát hết rồi. Trong chiến tranh biên giới từ năm 1979 đến năm 1989, Vị Xuyên, Hà Giang là một trong những trọng điểm ác liệt. Nơi đây hiện còn một số lượng lớn bom, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Điều này đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, gây cản trở quá trình phát triển, nâng cao đời sống của đồng bào. Những năm gần đây, chỉ tính riêng tại xã Thanh Thủy này đã có hơn 50 người chết và bị thương do bom mìn. Đặc biệt, người dân xã biên giới này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đất sản xuất. Người dân đi lao động sản xuất cũng như là đi chăn thả gia súc, kể cả gia súc cũng bị. Đấy, như vậy là cái hậu quả để lại rất là lớn. Có những hộ gia đình hai người mà ba người có hai chân thôi. Đấy, cái việc đó là làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cái việc giả phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Hà Giang thì cũng đã được triển khai một cách đồng bộ. Cho đến bây giờ thì cũng đã tiến hành giả phá bom mìn vật nổ được khoảng 12.000 ha trên tổng số trên 90.000 ha. Như vậy là cũng đã giải quyết được một phần cái diện tích đất canh tác cho người dân ở vùng cao, vùng sâu và vùng biên giới. Ngay sau chiến tranh biên giới phía Bắc kết thúc, trên khắp các bản làng vùng biên giới Hà Giang, những chiến sĩ công an đã bắt tay ngay vào thực hiện công việc thầm lặng tháo gỡ bom mìn, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống trên biên giới. Đặc biệt, vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác rà phá, khắc phục bom mìn sau chiến tranh có ý nghĩa lớn. Thì Hà Giang là một cái tỉnh rất thiếu đất. Thì chúng tôi mong muốn là làm thế nào để chúng ta có đất cho đồng bào. Tỉnh vẫn đặt nhiệm vụ là rà phá bom mìn là vẫn tiếp tục. Cái thứ hai là quy tập hài cốt liệt sĩ, vì chúng ta hiện nay còn trên dưới 1.000 hài cốt liệt sĩ chúng ta chưa quy tập được. Thế do vậy mà phải có rà phá được bom mìn thì chúng ta mới quy tập hài cốt liệt sĩ. Vùng biên giới luôn gắn với những khung cảnh thơ mộng và yên bình. Đồng bào các dân tộc nơi đây đang đoàn kết chung tay xây dựng bảo vệ đường biên mốc giới. Thế nhưng ẩn sau đó, trong sâu thẳm những nếp nhà sàn thì vẫn còn đó những nỗi lo. Chương trình là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Kính thưa quý vị, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo gần đây về việc một số đối tượng sử dụng không gian mạng đăng tải bài tuyển cộng tác viên bán hàng, nhưng thực chất lại là chiêu trò nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo đăng bài chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với nội dung tuyển cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Với mỗi lần mua hàng, người bị hại sẽ được hoàn trả lại tiền cộng thêm tiền hoa hồng từ 10 đến 20% giá trị đơn hàng. Sau khi kết nối, bị hại sẽ được hướng dẫn tạo đơn hàng và thanh toán. Đối với những đơn hàng đầu tiên, bị hại được thanh toán kèm hoa hồng đầy đủ nhằm tạo lòng tin. Nhưng trong những lần tiếp theo, với số lượng đơn hàng lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như cú pháp soạn tin nhắn bị sai, hệ thống bị lỗi và muốn nhận lại tiền thì phải chuyển khoản thêm tiền cho đơn hàng. Kết quả, bị hại liên tục chuyển tiền cho các đối tượng cho đến khi không còn khả năng chi trả thì bị các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt. Theo Công an Đà Nẵng, với hình thức này, nhiều bị hại đã mất từ vài triệu cho tới hàng trăm triệu đồng. Do đó,
người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, dựng chuyện mình bị bệnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, một cô gái trẻ ở xã Kiến Thành, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông đã chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin, gửi tiền để ủng hộ cho mình chữa bệnh. Liên quan đến sự việc này thì vào sáng ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Rơ Lấp đã vào cuộc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thôn 3, xã Kiến Thành đối với bị can Nguyễn Thị Mỹ Siêu, sinh năm 1995. Trước đó, ngày 11 tháng 9 năm 2021, Nguyễn Thị Mỹ Siêu sử dụng Facebook cá nhân mang tên là An Khang đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, phải qua Singapore để chữa bệnh. Siêu còn sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo khác nhau, làm giả một số nhân vật như bạn trai cũ, bác sĩ tham gia đoàn đưa Siêu đi qua Singapore chữa trị. Mục đích của việc này nhằm tạo dựng thông tin sai sự thật quá trình Siêu đi chữa trị tại Singapore như bị sốc phản vệ, nguy hiểm tính mạng, không đủ tiền để chi trả viện phí. Sau đó, Siêu tiếp tục giả làm các nhân vật trên, nhắn tin cho bạn bè của Siêu qua mạng xã hội Facebook, kêu gọi bạn bè ủng hộ tiền vào tài khoản của Siêu. Quá trình điều tra đến nay cho thấy, Siêu khai nhận có 145 lượt chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của Siêu với tổng giá tiền hơn 56 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang thông báo tìm người bị hại trong vụ án này để tiếp tục điều tra, xử lý Siêu theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa phối hợp công an phường An Phú bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy của người dân. Bước đầu, công an nhận định đây là nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp và hiện đang mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng còn lại. Trước đó, báo chí có loạt bài phản ánh với tiêu đề Bình Dương trộm cắp lộng hành, công an và nhà báo đều bị mất tài sản. Nội dung phản ánh việc chiếc xe máy của một cán bộ công an và một nhà báo ở Bình Dương bị trộm lấy cắp. Ngoài ra, người dân liên tục trình báo việc bị mất tài sản trong những ngày sau Tết Nguyên Đán. Trong đó, nhiều đối tượng do ảnh hưởng của cuộc sống, mất việc làm sau dịch, dẫn đến thiếu tiền, sau đó đi trộm cắp. Số khác là các thanh niên ăn chơi, lêu lỏng và nghiện ma túy, dẫn đến thiếu tiền, sau đó rủ rê, tụ tập trộm cắp để có tiền sử dụng ma túy. Cùng với đó, nhiều người dân còn chủ quan. Có người khi dựng xe máy vào mua hàng nhưng để nguyên chìa khóa trên xe. Có gia đình đi chơi chụp hình, đăng lên mạng xã hội, vô tình thông báo tôi vắng nhà. Những sơ hở này khiến các đối tượng trộm cắp nổi lòng tham và dễ dàng ra tay. Quý vị thân mến, gác kèo ong đi ăn ong là một trong những nghề rất đặc biệt và mạo hiểm, được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một trong những nét văn hóa đặc sắc của cư dân vùng rừng tràm U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên thì người đi ăn ong theo cách truyền thống sẽ đốt những bó đuốc để đuổi ong, rất dễ xảy ra cháy rừng. Nặng tình với rừng, một thanh niên ở xã Khánh Thuận, huyện U Minh đã may mò sáng chế ra chiếc bình hun khói để phục vụ cho nghề ăn ong nhằm bảo vệ rừng trong mùa đi lấy mật. Chuyên mục chuyện ngày mới ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng về rừng tràm U Minh Hạ để khám phá nghề ăn ong quý vị nhé. Giờ thì mình chuẩn bị đi lấy ong. Thường là đi, tại vì thường làm YouTube là phải đem theo cái cam này để đi quay cho cả nhà cùng xem đó. Đó là chàng thanh niên Huỳnh Duy Thái, ấp 16, xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Có thâm niên 6 năm đi ăn ong bằng phương pháp truyền thống. Gần 2 năm nay, kể từ khi Thái sáng chế ra chiếc máy hun khói, công việc ăn ong của anh đã thuận lợi hơn. Em thì em đi dắt tầm khoảng như sáng ăn cơm rồi em đi thì đi tầm khoảng 10 giờ em về. Thì em đi một buổi sáng tầm khoảng 2 tiếng là đi bắt ong. Còn như mà đi dọn kèo thì em đi từ sáng tới chiều. Cứ cách 14 ngày thì em đi thăm một lần. Thì mỗi một lần thăm thì khoảng 30 kèo. 2 đến 30 kèo thì như ngày nào em cũng đi hết. Ngày nào em cũng làm hết. Thu nhập thì vào mùa này hiện tại thì một ngày em lấy tầm vài chục lít như ong kèo á. Còn mà một tháng thì em bắt cắt tầm khoảng 10 ngày. Với vật liệu chỉ là một lon sữa bò đã bỏ đi, cùng với động cơ motor quạt gió nhỏ và mạch sạc biến áp được gắn vào chiếc bình ăn ong được bán trên thị trường, anh Thái đã lắp vào và sử dụng nguồn điện sạc. Bình quân mỗi lần sạc thì sử dụng được 3 tháng. Vì mỗi lần ăn ong, chiếc máy chỉ hoạt động khoảng 2 phút thì lấy được tổ ong ra ngoài. Chi phí làm ra chiếc bình hun khói ăn ong khoảng 300.000 đồng. Theo anh Thái, công đoạn khó nhất là gắn đế của cánh quạt, vì tốn rất nhiều thời gian.
Làm cái nghề này thì đam mê của em từ nhỏ rồi, em cũng gắn bó với nó hoài, khi nào mà không còn chỗ để em gác này thì thôi, chứ em cũng đam mê với nó. Thời điểm này, khi cây tràm trổ bông cũng là báo hiệu cho một mùa gác kẹo ong đã đến. Đây cũng là mùa mật ong ngon nhất trong năm. Không chỉ là kế sinh nhai, nghề gác kẹo ong đi ăn ong còn là niềm đam mê ăn sâu vào máu thịt của những người con lớn lên trên mảnh đất rừng tràm. Và anh Huỳnh Duy Thái cũng vậy. Những người sống ở xứ rừng tràm U Minh Hạ luôn nghĩ đến chuyện bảo vệ rừng, bảo vệ đàn ông như bảo vệ nhà mình, góp phần giữ gìn và phát huy nghề gác kẹo ong, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Vâng, thưa quý vị, gác kẹo ong là nghề đặc trưng của vùng rừng U Minh Hạ, thể hiện rõ nét nhất những dấu ấn của các bậc tiền nhân. Họ đã để lại cho đời một nghề nghiệp hết sức độc đáo, để lại cho con cháu một sản phẩm tinh thần đặc sắc. Đó là những kinh nghiệm, tri thức quý báu được tích lũy từ cuộc sống hàng ngày, thể hiện tính sáng tạo và thích nghi với môi trường trong quá trình khai hoang mở cõi. Và ngày nay, từ nghề gác kẹo ong, vùng đất Cà Mau có mực ong rừng tràm chất lượng tốt, nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Tin vui là Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã công nhận sản phẩm mực ong U Minh Hạ là nhãn hiệu tập thể. Thật đáng tự hào đúng không ạ? Và câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho quý vị sẽ luôn bình tĩnh, tự tin cùng với chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.